chương 21, cách cục nhỏ cách cục mở ra cách cục muốn lớn. Giang thành. Vòng cầu phía dưới. Tần trạch nổi trận lôi đình, tức giận là thẳng dậm chân. Cơ nờ con bà nó, lão tử bồn sắt đâu. Tần trạch mắng. Liền nghe, vòng cầu tử phía dưới tần trạch tiếng mắng vừa đi vừa về quanh quẩn, đây là tần trạch gần như khàn cả giọng khóc rống, có thể thấy được cái bồn sắt đối với hắn này là quan trọng đến cỡ nào. Tống hạo. Bọn bảo tiêu tất cả mọi người đều không biết đạo tần trạch làm sao lại bỗng nhiên nổi giận lớn như vậy lúc này tần trạch đang bực bội ai cũng không dám tiến lên an ủi làm không tốt chính là tự rước lấy họa nhưng thực sự để cho người ta không hiểu rõ sự tình cũng bởi vì một cái phá bồn sắt tần trạch đáng giá như thế phát cáo sao phải biết trước đây lo lắng yên đập tần trạch nhà tần trạch cũng không có tức giận như vậy qua vụt một cái tử tần trạch đem ánh mắt phẫn nộ khóa chặt tống hạo trên thân tống hạo một cái giật mình ánh mắt khiếp đảm phía dưới ta bồn sắt đâu Tần Trạch nghiêm giọng nói. Không phải. Đồ chơi kia lại mua một cái chính là, một cái. Một cái, Tống Hạo lúng túng gãi gãi chóp mũi, hèn yếu nâng lên con mắt liếc mắt nhìn Tần Trạch, mặc dù hắn biết lời nói này không quá phù hợp, nhưng vẫn là nói ra nội tâm chân thực suy nghĩ, một cái phá bồn sắc mà thôi. Ngươi nói gì chơi sửng sốt. Tần Trạch trừng mắt. Tần Trạch từng bước tới gần Tống Hạo. Hắn hiếp hai mắt, trầm giọng nói, ngươi biết cái gì? Cái này bồn sắc thế nhưng là Trần Hải tặng cho ta. Đám người. Trần Hải người này không phải ghét nhất chính là Tần Trạch sao, hơn nữa liên tiếp hai lần đều tới tìm Tần Trạch phiền phức, theo đạo lý tới nói, Tần Trạch hẳn là thống hận Trần Hải mới đúng, cái này. Không thống hận thì cũng thôi đi, không tức giận thì cũng thôi đi, có thể nhìn ra cái này Tần Trạch thân phận không đơn giản, không đến mức cùng Trần Hải loại tiểu nhân vật này đấu khí, nhưng vấn đề là, cái kia cũng không đáng trân quý như thế cái này phá bồn sắc a. Làm sao lại bỗng nhiên đối với cái này bồn sắc sinh ra như thế nồng đậm tình cảm đâu? Không có đạo lý sự tình a tần trạch hối hận phát điên làm sao lại bỗng nhiên bị cảm đâu làm sao lại bỗng nhiên sốt cao ngất đi đâu xong lần này xong lão tử bồn sắt không còn tần trạch tức giận thẳng vào đầu hắn ép hỏi tống hạo ta bồn sắt đến cùng đi nơi nào tống hạo chỉ vào phía bắc phương hướng nói hẳn là có thể bị lão đầu kia cầm đi cái gì tần trạch nghiến răng nghiến lợi hiếp hai mắt nghiêm giọng nói quá mức thật sự là quá mức Trọng ta giấy vỏ bọc cũng coi như ngay cả lão tử bồn sắc đều không buông tha. Tống hạo cười khổ, lẩm bẩm, sắc so giấy đáng tiền A. À. Tần trạch bỗng nhiên trừng đi qua. Tống hạo thấy thế, lập tức ngậm miệng. Là ta chưa nói. Tống hạo yếu ớt nói. Tần trạch khí đánh không ra, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này có chút quá phận, quất ức, ấm ức. Tần trạch cắn răng một cái, tâm hung ác, phẫn hận chỉ vào mặt đất, quát lên, 5 phút. Ta muốn lão nhân này tất cả tin tức. Đám người. Đại gia toàn bộ trợn tròn mắt tần trạch sinh khí là tức giận sự tình cái này mắt sáng cũng nhìn ra được nhưng người nào cũng không nghĩ đến cũng bởi vì cái này chuyện nhỏ tầm thường tần trạch vậy mà động chân hỏa tần trạch cúi đầu suy nghĩ một chút hắn cảm thấy chuyện này thật sự có tất yếu lão nhân này thực sự quá mức tần trạch lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm một chuỗi số điện thoại mẹ nó ta phải vận dụng ta quan hệ xã hội hôm nay liền mẹ nó nói ra long kêu to ta cũng phải lộng lão đầu này tần trạch vẫn hận mắng đại gia xem xét chuyện này có thế đại phát tần trạch thực lực bọn hắn là quá rõ ràng, trước đây đập tất cả người ta trang trí, điều thủ tính hơi thở, ra tay giải quyết, gần như cùng một thời gian tiến hành, hiệu suất cực kỳ cao, tính cơ động 10 phần cường hãn. nếu như cái này tần trạch quyết tâm phải lộng lão đầu này, lão nhân này không có hảo. Vấn đề là, chuyện này không lớn, không cần thiết náo lớn như vậy. Xuất phát từ vì tần trạch cân nhắc, đại gia nhau nhau tiến lên bắt đầu kéo tần trạch. Đại ca, đại ca, đại ca, được rồi được rồi tính toán, lão đầu kia không có văn hóa gì, chúng ta chớ cùng hắn chấp nhặt. Tống Hạo vội vàng an ủi. Đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, đại ca, lớn như vậy số tuổi, ta sao cùng hắn kéo cái gì a, à, lần sau gặp lại đến mấy ca giúp ngươi hù dọa hắn một chút liền xong việc, không đến mức vì hắn vận dụng tài nguyên nhân lực. Đại gia nhao nhao thuyết phục. Nói hết lời, liền khuyên mang kéo, chung quy là để cho Tần Trạch tiêu phân nửa nộ khí, điện thoại di động này xem như buông xuống. Tống Hạo xem xét Tần Trạch sắc mặt, thấy được Tần Trạch vẫn là một bộ nén giận biểu lộ. Hắn biết chuyện này không có khả năng dễ dàng như vậy Phiên Thiên. Đại ca, dạng này, đêm nay mấy ca đại lý, chúng ta ăn một bữa tốt như thế nào? Tống Hạo đề nghị. Không phải chuyện này, Tần Trạch cũng có thể nhìn ra cái này Tống Hạo cũng là có ý tốt, thế là cười khổ nói, mấu chốt chuyện này thật có điểm quá mức. Ai à nha, tính toán, tính toán, dẹp đi a, à, ngươi người lớn như vậy vật, cùng một cái lão đầu sinh khí không đáng, chuyện đi làm trò cười cho người khác. Tống Hạo động tay ôm lấy Tần Trạch bả vai, bắt đầu cùng Tần Trạch xưng huynh gọi đệ. Lời nói ra đồng thời, Tống Hạo lại đối thủ hạ bên người làm cái nháy mắt, ra hiệu đại gia mau tới phía trước nói tốt, rèn sắt khi còn nóng, mau để cho Tần Trạch đem chuyện này phiên thiên. Những thủ hạ này cũng linh quang, mau tới phía trước an ủi Tần Trạch, có cho Tần Trạch theo bả vai, có cho Tần Trạch đấm chân, trong miệng cũng là một chút dỗ ngon dỗ ngọt. Tiếp tục như thế, Tần Trạch lớn hơn nửa lửa giận cũng bị đám này lưu manh tưới tắt. Ai, Tần Trạch bị chọc giận quá mà cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, không biết là ai thấy được Triệu Lâm hắn chỉ vào phương hướng triệu lâm kinh ngạc nói đại ca ngươi xem ai trở về tần trạch nghe tiếng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại là triệu lâm xa xa triệu lâm đông đưa tay vui vẻ hướng tần trạch chạy tới đại ca ta trở về triệu lâm vui vẻ nói tần trạch xem xét triệu lâm nụ cười lúc này cũng đi theo vui vẻ như thế nào tần trạch cười nói nhờ ngày phút gia mẫu thân thể khỏe mạnh nhiều triệu lâm lộ ra hắn cái kia sắp xếp hàm răng trắng loãng Vậy là tốt rồi. Tần Trạch vui mừng cười. Triệu Lâm nghĩ nghĩ, cúi đầu, ấy nấy nói, chỉ là tiền của ngài. Không đề cập tới chuyện tiền. Tần Trạch đưa tay vỗ vỗ Triệu Lâm bả vai. Nếu như không phải ngài cho ta tiền, ta cái kia mẹ già, nói đến đây, Triệu Lâm hốc mắt liền đỏ lên. Mẹ già cơ thể khôi phục so cái gì đều mạnh, dư thừa đừng nghĩ. Tần Trạch an ủi. Triệu Lâm mảnh ngẩng lên đầu, nức nở nói, ta sẽ đem tiền còn cho ngài. Tần Trạch cười ha ha một tiếng, chăm chú nhìn Triệu Lâm, chỉ là gật đầu một cái không nói gì đúng tần trạch bỗng nhiên nhớ tới cái gì đã ngươi trở về nhanh chóng nhập bọn ta mang ngươi kiếm nhiều tiền tần trạch vui vẻ nói kiếm nhiều tiền triệu lâm mộng chúng ta ăn xin tần trạch cười ha ha xin cơm có thế kiếm lời tiền gì triệu lâm triệt để mộng đám người nghe tiếng nhìn nhau hội tâm nở nụ cười lúc này tống hạo tiến lên lão khí hoành thu vỗ vỗ triệu lâm bả vai nhỏ. Tống Hạo nói. Cái gì nhỏ? Triệu Lâm không hiểu. Cách cục nhỏ. Tống Hạo nói. Cách cục nhỏ. Cách cục mở ra. Tống Hạo vung tay lên. Cách cục muốn lớn. Tống Hạo xoay tròn cánh tay, vẽ lên một cái to lớn vòng tròn. Chương 22, xin cơm loại chuyện này ngươi không xứng. Lúc này, Tần Trạch phủi tay, đem ánh mắt của mọi người đều tụ tập tới. Tốt, tất nhiên bây giờ Triệu Lâm đồng chí đã quay về đoàn đội, bây giờ chúng ta đoàn đội người đã đông đủ tần trạch mở miệng nói đại gia xem xét tần trạch có lời muốn giảng lập tức đoàn ngồi ở tần trạch bên cạnh từng cái cuộn lại chân cất tay hai mắt tràn đầy sùng bái nhìn xem tần trạch hiện tại thế nào tần trạch đứng chắp tay đi qua đi lại lấy bây giờ chúng ta sự nghiệp đang đứng ở tăng trưởng kỳ nhưng bây giờ địch nhân của chúng ta xuất hiện địch nhân tống hạo một mặt không hiểu không tệ tần trạch nhàn nhạt nói chính là cái kia trộn ta bồn sắc lão đầu tống hạo triệu lâm không hiểu tình huống nhẹ giọng hỏi người bên cạnh thế nào cái gì bồn sắt cái gì lão đầu ngươi nghe chính là vừa rồi lão đại bởi vì lão đầu kia kém chút sinh khí đồng bạn giải thích nói ờ triệu lâm không rõ ràng cho lắm gật đầu một cái lão đại ta có nghi vấn tống hạo hỏi cứ nói đừng ngại tần trạch nói một cái bồn sắt mà thôi lại mua một cái không được sao sao tống hạo không hiểu hỏi nói rất hay Tần Trạch hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, Tần Trạch nhìn về phía đám người, ung dung giải thích nói là, một cái bồn sắt mà thôi, đừng nói ném đi, cho dù là bị trộm, lại mua một cái chính là, không phải mấy đồng tiền sự tình, nhưng mà. Nói đến nhưng mà hai chữ, Tần Trạch trọng trọng một trận. Nhưng mà. Tần Trạch trừng hai mắt, phẫn hận nói, chuyện gì đều xem trọng cái chuyên nghiệp. Đây là thái độ. Cũng là phẩm đức nghề nghiệp. Chúng ta đầu đường ăn xin phải có xem trọng, mua một cái mới bồn sắt, như vậy sẽ cho chúng ta khách hàng tạo thành tâm lý gì ấn tượng. Một cái đầu đường ăn xin người, trong tay hắn lại có mới tinh bồn sắt. Chuyện này phù hợp logic sao? Tống Hạo nghe tiếng, có chỗ giật mình. Một lời điểm tỉnh người trong mộng, Tống Hạo tựa như tham ngộ đầy đủ đại đạo. Tần Trạch phẫn hận chỉ vào mặt đất, âm vang hữu lực nói, cái kia bồn sắt, thế nhưng là bạn chí thân của ta Trần Hải tự tay tặng cho. Khi Tần Trạch trêu chọc đến Trần Hải là Tần Trạch bạn thân lúc, toàn trường cười vang. Một mặt là cười Tần Trạch hài hước, một mặt khác là trong lòng cảm thấy cái này gọi là tần trạch nam nhân nắm giữ một khỏa thú vị linh hồn, nhân gia Trần Hải như vậy nhục nhã tần trạch, tần trạch xem thường, kết quả là, bị một cái lão đầu trộn bồn sắc mà tức giận dự định vận dụng quan hệ xã hội làm lão đầu kia. Tần trạch khoát tay chặn lại, nghiêm túc nói, đừng cười. Toàn trường ngưng tiếng cười, nhưng trên mặt của mỗi người vẫn là mang theo vui yêu kiều nụ cười. Khục, tần trạch cử quyền rõ ràng khục, tiếp tục nói, cái này bồn sắc ra bản thân bản thân Trần Hải chi thủ, vì thế hắn đem cái kia bồn sắt vứt trên mặt đất nhiều lần chà đạp, tại hắn nhiều lần nhiều lần chà đạp phía dưới mới có hôm nay tài năng, đều nhanh bao tương mà lại, phải biết loại kia bồn sắt chỉ có trải qua phong sương mưa tuyết tên ăn mày mới xứng nắm giữ, mà bây giờ lại bị lão đầu kia trộn đi bán lấy tiền. Tống hạo nghe tiếng, xoa cầm, như có điều suy nghĩ. Nhìn ra, tần trạch lời nói này không phải lời nói dối, bên trong ẩn chứa phong phú đạo lý. Tần trạch nói rất đúng, xin cơm phải có người xin cơm dáng vẻ, cái kia bồn sắt liền hẳn là trách nát bằng không thì ngươi có thể giành được ai đồng tình tâm. Vậy chúng ta lại mua một cái bồn sắt, ngã mấy lần không được sao?" Tống Hạo đưa ra nghi vấn. Tần Trạch cười cười, giải thích nói, "Không giống nhau, các ngươi phải nhớ kỹ một cái đạo lý, chính ngươi đánh chính mình bị thương cùng người khác đánh ngươi bị thương là không giống nhau, cho dù là một dạng, cho người cảm giác cũng là không giống nhau. Bồn sắt cũng là như thế, chính mình té, cùng người khác mang theo cảm xúc té, tạo thành tài năng là hoàn toàn khác biệt." Cuối cùng, Tần Trạch thâm tình nói, "Nhớ kỹ khách hàng một số thời khắc nguyện ý trả tiền cũng không phải sản phẩm bộ dáng, mà là sản phẩm cho bọn hắn cảm giác. Vừa nói như vậy xong, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Gần như đồng thời, đại gia bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Tần trạch mỗi câu đều có thể gọi là kinh điển, câu câu trảo tâm, cũng là sách giáo khoa cấp bậc trích lời. Tống hạo mặt tràn đầy sùng bái, hắn đã bị tần trạch nhân cách mị lực sâu đậm hấp dẫn. Hắn hồi ức một phen cái kia thiên thời tình hình, nhớ rõ chính là, Tần Trạch hai tay ở tại trên lan can, thần sắc lười biến nhìn xem dưới cầu gian cảnh, đối với Trần Hải trà đạp hắn tôn nghiêm hành vi không để một chút để ý. Lúc này Tống Hạo mới hiểu được đạo lý trong đó. Đại ca, cho nên ngày đó Trần Hải nhục nhã ngươi thời điểm, ngươi không nói gì, là bởi vì ngươi thấy hắn tại dẫm cái kia bồn sắt, đúng không? Tống Hạo nói. Tần Trạch nhếch miệng lên thần bí mỉm cười, hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ. Nhất định là như vậy. Tần Trạch tính khí chua vô cùng, theo đạo lý tới nói, hắn không có lý do gì để cho Trần Hải một mực tại bên kia kêu gào, nhưng khi Tần Trạch nhìn thấy Trần Hải đưa tới một cái bồn sắt, lại nhìn thấy Trần Hải chà đạp bồn sắt, lúc đó Tần Trạch biết, cái này Trần Hải ngược lại cũng không phải một chút tác dụng không có. Đúng, đại ca. Tống Hạo nói. Ân. Ừ. Tần Trạch nhíu mày. Vậy ngươi bồn sắt làm sao bây giờ? Tống Hạo hỏi. Tần Trạch cúi đầu, xoa cầm, rơi vào trầm tư. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu, lộ ra thú vị nụ cười giải linh cần tìm người buộc chuông, đương nhiên là tìm ta tình cảm chân thành thân bằng đi. Tần trạch cười nói. Nâng lên tần trạch tình cảm chân thành thân bằng, tất cả mọi người đều tà ác cười. Cùng ngày, tần trạch mang theo tống hạo bọn người đi một chuyến cục cảnh sát. Lúc đó lúc Trần Hải còn tại tiếp thụ giáo dục, mà tần trạch bọn người tìm Trần Hải lý do cũng rất đơn giản, chính là thăm một chút bạn tốt của mình, đốc xúc hắn một chút để cho hắn thật tốt tiếp thụ giáo dục, không được, chúng ta một lần nữa kiểm tra một lần khoa một một. Trần Hải trông thấy tần trạch, trong nháy mắt xù lông. Ngươi mẹ nó tới đây làm gì? Trần Hải quát ầm lên. Xa lạ không phải. Tần Trạch cười nói. Tần Trạch vừa nói, bên cạnh Tống Hạo bọn người khóe miệng cũng câu lên nụ cười không có hảo ý. Trần Hải xem xét Tần Trạch sau lưng những người hộ vệ kia, lúc này túng. Không phải, các ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi này chính là Trần Hải sợ hãi. Không cần khẩn trương. Tần Trạch nói khẽ, ta hướng ngươi hỏi thăm đồ vật, tiếp đó liền đi. Hỏi cái gì? Trần Hải sững sờ chính là A. Lần trước ngươi cho ta cái kia cái chậu, dùng rất tốt, hiệu quả và lợi ích không tệ, chính là bồn sắt bị trộm. Tần trạch lúng túng gãi gãi chóp mũi. Trần Hải. Ngươi mẹ nó có phải hay không có cái gì mau bệnh? Trần Hải chửi ầm lên, ngươi mẹ nó bồn sắt ném đi, cùng ta có câu tám quan hệ. Trần Hải triệt để phá phòng ngự, bồn sắt sự tình, vốn là Trần Hải nhục nhã tần trạch thủ đoạn. Ai ngờ, cái này tần trạch chẳng những không tức giận, ngược lại cái này phá bồn sắt ngược lại là thành tựu hắn đây là Trần Hải không muốn nhìn thấy, nhất là khi nhìn đến Tần trạch bất động thanh sắc bộ dáng, cái này so với giết Trần Hải còn khó chịu hơn, đơn giản chính là sỉ nhục. Dù sao cũng là ngươi tặng. Tần trạch cười nói. Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? a, à, Ngươi nói cho nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có bệnh? Trần Hải triệt để không chịu nổi. Tần trạch cười hắc hắc, đạo, cho ta mượn mấy đồng tiền. Vì chơi sửng sốt, trần hải không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần trạch liền mẹ nó mấy đồng tiền ngươi cũng đáng giá há miệng mượn ngươi có biết hay không ta có nhiều phiền ngươi hại tần trạch vung tay lên sao cũng được nói ta một cái thối này ăn mày hỏi ngươi mấy đồng tiền thế nào không cho trần hải âm thanh lạnh lùng nói vừa mới nói xong tần trạch sau lưng tống hạo trừng mắt ân tống hạo từ trong cổ họng không hài lòng gầm nhẹ một tiếng trần hải xem xét tống hạo túng huynh đệ này nhìn giống như rất biết đánh nhau dáng vẻ được được chưa trần hải mò ra mấy đồng tiền cho tần trạch cầm tiền tần trạch xoay người rời đi một lát sau tần trạch lại trở về cầm trong tay một cái bồn sắt ngươi lại trở về làm cái gì trần hải tức giận cho tần trạch đem trong tay bồn sắt đưa cho trần hải làm gì trần hải nhìn một chút tần trạch trong tay bồn sắt hoàn toàn không biết đạo hắn muốn làm gì ngươi muốn ta đi theo ngươi đi xin ăn áo Nói cái gì đó? Tần Trạch làm bộ bộ dáng tức giận. Hừ. Trần Hải lạnh trên một tiếng, ngoài miệng không nói, trong lòng suy nghĩ, tính ngươi thức thời, ngươi cũng không nhìn một chút ta là thân phận gì, ta mẹ nó có thế đi theo ngươi xin cơm. Ai ngờ, Tần Trạch phía dưới lời nói kém chút cho Trần Hải Ký đi qua. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn. Tần Trạch vô cùng nghiêm túc nói, xin cơm loại chuyện này, ngươi không xứng. Ngươi, Trần Hải Ký đỏ mặt lên. Chương 23, Chớ học nam nhân ta. Trần Hải cảnh giác một mắt sau lưng Tần Trạch đám kia bảo tiêu. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trần Hải tính khí nhẫn nại nói. Đập. Tần Trạch trung lên trong tay bồn sắt. A. À. Trần Hải không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Trạch, hắn là càng ngày càng xem không hiểu Tần Trạch. Ây, đập, nhanh a. À. Tần Trạch thúc giục. Lần đầu nghe được vô lễ như vậy yêu cầu, Trần Hải lạnh trên một tiếng, trực tiếp đem cái kia bồn sắt vứt qua một bên. Tần Trạch xem xét, gặp khó khăn. Không được, không được ngươi cái này không có cảm xúc, tâm tình của ngươi giống như lên A. Tần trạch trong tay ra dấu tăng lên thủ thế, ngươi dạng này, cầm lấy đi ngày đó nhục nhã tâm tình của ta đi đập cái này bồn sắt. Trần Hải. Đây rốt cuộc là muốn loại nào? Yêu cầu còn có thể hay không lại không lễ một chút. Một bên Tống Hạo thấy được Trần Hải không có động tác, lúc này mày kiếm một lập. Vừa nhìn thấy Tống Hạo cái kia trương hung thần ác sát khuôn mặt, Trần Hải lập tức không còn tính khí. Cuối cùng, tại Tống Hạo uy e hiếp bờ cùng với Tần trạch cảm xúc dẫn đạo phía dưới, trần hải có thế nhiệt tình đập cái kia bồn sắt đại khái mười mấy phút thời gian lại là một cái nhanh bao tương bồn sắt bị cân nhắc rèn luyện đi ra tần trạch cầm bồn sắt đưa nó bày ra cho bên người bọn bảo tiêu nhìn xem cái này tài năng không giống nhau a à? tần trạch cười ha ha tống hạo gật đầu một cái như có điều suy nghĩ nói đại ca ngươi đừng nói mang cảm xúc đập ra tới đồ vật chính là tự nhiên chính xác không giống nhau áo cũng không hẳn tần trạch nói cầm bồn sắt tần trạch dẫn người đi Trước khi đi lúc, một cái cảnh sát đồng chí ngăn cản đường đi Tần Trạch. Hắn mới vừa rồi là thế nào? Đồng chí hỏi. Hắn Tần Trạch một mặt mộng, không chút a. À. Vậy ta nhìn hắn ở đó đập cái này bồn. Đồng chí chỉ chỉ trong tay Tần Trạch cái kia yêu thích không buông tay bồn sắt. A, à, ngươi nói cái này a. À. Tần Trạch có chút hài lòng liếc mắt nhìn chính mình bồn sắt, cười nói, ta huynh đệ này, tinh thần không tốt lắm, nếu như không phải là bởi vì đầu óc không quá linh quang, lần này cũng không khả năng dừng xe ở trên cầu nâng lên tinh thần có thể có vấn đề vị này cảnh sát đồng chí nhỉ nhỉ lần trước không tôn trọng nhân dân tệ người kia giống như cũng là hắn a à. đồng chí liên tưởng tới chuyện này phải biết ngay lúc đó trần hải giống như không hiểu thấu liền bắt đầu chà đạp nhân dân tệ đúng là hắn tần trạch cười ha ha ân ừ, ta đã biết đồng chí bỗng nhiên nghiêm túc tần trạch bọn người đi không lâu sau một vị thầy thuốc của khoa tinh thần đi vào cục cảnh sát nguyên bản ngày thứ hai liền có thể rời đi cục cảnh sát trần hải bởi vì tần trạch dâm ba câu này trần hải sống sờ sờ lại tại trong cục cảnh sát chờ lâu vài ngày có chút vấn đề là không có câu trả lời cũng tỉ như ngươi chứng minh như thế nào ngươi không phải là một cái bệnh tâm thần bác sĩ ta mẹ nó thật không phải bệnh tâm thần đây là trần hải càng cả giọng khóc trống một số thời khắc thật là dạng này nằm ở trên giường nữ nhân càng là nói không cần nam nhân thường thường càng là hăng hái chính như trần hải càng là nói mình tinh thần không có vấn đề Bác sĩ thường thường càng thấy được Trần Hải bệnh tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đáng giận nhất là là, bác sĩ ra một cái rất đơn giản vấn đề, nhờ vào đó xem Trần Hải đến cùng phải hay không tinh thần có vấn đề. Đề một là, nếu trước mắt ngươi có một cái thì cùng một cái bồn, còn có chứa đầy nước bồn tắm lớn. Xin hỏi, ngươi như thế nào dọn dẹp sạch sẽ nước trong bồn tắm? Trần Hải nói, lão tử dùng bồn. Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, cầm lấy bút máy, tại trên ca bệnh bên trong người mắc bệnh tâm thần đánh lên một cái hồng câu tại trần hải từ cục cảnh sát chuyển giao đến bệnh viện tâm thần bàn giao quá trình bên trong trần hải bị hai tên tráng hán mang lấy đi ra ngoài trần hải liều mạng thẳng chết thẳng cẳng. lão tử đến cùng nơi nào đáp sai a à? a à. tại sao muốn bắt đi ta trần hải trống giận cầm tới tình cảm chân thành thân bằng tặng cho bồn sắt tầng trạch đầu đường ăn xin kiếp sống qua có thể nói phong sinh thủy khởi tống hạo bọn người thời gian cũng qua khá hơn ba ngày bình thường đi làm đánh cạc thay phiên nghỉ ngơi thời điểm liền theo đại ca đi đầu đường xin cơm mặc dù có chút thời điểm sẽ gặp phải người khác phỉ nhổ, nhưng suy nghĩ một chút chính mình một ngày sạch thu vào hơn một nghìn khối tiền, nhìn lại một chút đám kia nhân mô cẩu dạng bình xịt, cái này tâm thật cũng không như vậy khí. Bảo tiêu công việc này là không vui, giống như là tống hạo loại này đỉnh cấp bảo tiêu, ngày bình thường cũng là mặt lạnh, chỗ ánh mắt nhìn tới cũng là nguy hiểm tìm ẩn nguyên. Xử lý nhiều năm bảo tiêu nghề nghiệp tống hạo đám người đã cực kỳ lâu không cười qua, trong khoảng thời gian này đi theo tầng trạch hổn, cả ngày hi hi ha ha, cái này tâm cảnh cải biến không thiếu bọn hắn cũng trong lòng bội phục trước mắt cái này trong khổ làm vui tần trạch thậm chí bọn hắn cũng nghĩ trở thành cùng tần trạch một dạng biết được sinh hoạt thú vị dân chúng hôm nay tống hạo trực ban hắn lái xe mang theo ngu yên đi tìm tần trạch trên đường tống hạo thừa dịp ngu yên không chú ý vụng trộn cho triệu lâm phát một đầu tin nhắn đi qua thông tri các huynh đệ một tiếng lão đại trong chốc lát đi qua đừng để lão đại phát hiện các ngươi cùng tần trạch cùng một chỗ bằng không thì chuyện này không tốt giảng giải ngươi đang làm gì ngu yên âm thanh lạnh lùng nói Tống Hạo nghe tiếng, nhanh chóng cất điện thoại di động, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu sắc mặt băng lãnh ngu yên. "Lão đại, ta xem một mắt thời gian." Tống Hạo cười nói. Ngu yên không nhiều lời cái gì, Tống Hạo đơn giản chính là nhìn thời gian một cái mà thôi. Chỉ có điều, để cho ngu yên cảm thấy hiếu kỳ chính là, gần nhất nàng phát hiện không nói cười tùy tiện Tống Hạo bọn người mỗi ngày tâm tình đều thật không tệ, ngược lại cũng không phải cười, chính là chắc là có thể từ trên mặt của bọn hắn phát giác được một tia vui thích cảm giác. Gần nhất tâm tình ngươi giống như rất tốt ngu yên âm thanh lạnh lùng nói a à. a à. có không tống hạo cười ha ha ngươi trước đó ngươi không thường thường cười ngu yên đôi mắt đẹp nhíu lại lần này nàng là phát giác được không được bình thường tống hạo nhanh chóng thu hồi nụ cười hắn giọng một cái nghiêm túc nói xin lỗi ngu yên trầm tư một phen cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác yêu đương ngu yên nhàn nhạt nói a à. tống hạo sững sờ ngu yên nghĩ có thể mở ra một cái thiết huyết nam nhân nội tâm, chỉ sợ chỉ có yêu đương A. À. Ngu Yên nghĩ, như thế âm hiểm xảo trá thế giới, có thể để chính mình cất tiếng cười to, chỉ sợ chỉ có tần trạch đi. Ngu Yên 5 năm không cười qua, bây giờ có thể lần nữa thu được cười năng lực là bởi vì tần trạch, cho nên nàng một cách tự nhiên cho rằng, đồng dạng 5 năm không cười qua tống hạo, bây giờ mỗi ngày gương mặt bên trên đều tràn đầy đắc ý biểu lộ nhất định là bởi vì thu được tình yêu. Không phải yêu nhau, làm sao lại cười vui vẻ như vậy? Ngu Yên lười biến nói lời nói ra đồng thời, không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, Ngu Yên trước mắt trên thủy tinh xe bỗng nhiên phản chiếu tầng trạch gương mặt anh Tuấn kia, thế là Ngu Yên đi theo trầm mê, cả người đều luân hãm vào cùng tầng trạch tình yêu trong hải dương. Ách, Tống Hạo có vẻ hơi lúng túng, nhưng nghĩ nghĩ cái này tự hồ cũng là không tệ giảng giải, thế là hắn nói, đúng vậy. Ân, không tệ. Ngu Yên hài lòng gật đầu một cái, về sau một tháng tăng lương cho ngươi hai vạn khối, đối với bạn gái của ngươi tốt một chút. Tống Hạo. Không tốt a. À. Tống hảo có chút chột dạ, tiền này không tốt cầm. Đối với bạn gái tốt một chút, chớ học nam nhân ta. Ngu Yên nói như vậy. Chương 24, xin cơm còn có kinh doanh thời gian A. Tần Trạch mang theo triệu lâm bọn người đầu đường ăn xin. Một loạt người, ngồi sổn ở trên cầu, hi hi ha ha nhìn kỳ kỳ quái quái, trước lấy người qua đường ánh mắt ngạc nhiên. Luôn cảm thấy những tên thất cái này cùng dĩ vãng tên ăn mày không giống nhau lắm, nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau, một chốc lại giảng không ra. A, à, thì ra là thế, tên ăn mày cũng là nghèo túng cũng là ngồi xổm ở địa ngục cửa ra vào đám người dạng này người làm sao lại cười làm sao lại cười rực rỡ như thế bọn hắn là tên ăn mày nhưng cũng là chơi rất vui vẻ tên ăn mày lúc này triệu lâm điện thoại chấn động mấy lần hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem xét thông tri các huynh đệ một tiếng lão đại trong chốc lát đi qua đừng để lão đại phát hiện các ngươi cùng tần trạch cùng một chỗ bằng không thì chuyện này không tốt giảng giải triệu lâm vội vàng cất điện thoại di động đối với người bên cạnh kêu gọi. Đám người thấy thế, nhanh chóng thu hồi trước người mình bồn sắt. Những thứ này bồn sắt đối với bọn hắn mà nói là bảo bối, cái gì cũng có thể không cần, bồn sắt nhất thiết phải giữ lại. Tần Trạch thấy thế, nghi ngờ hỏi, thế nào? Triệu Lâm dọn dẹp đồ vật, nói, lão đại muốn tới. A, à, Tần Trạch kinh thường nở nụ cười, cái này có gì có thế ngạc nhiên. Nói còn chưa dứt lời, Tần Trạch bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi nói gì chơi sửng sốt. Mu Yên muốn tới. Tần Trạch kinh thanh. Ân. Triệu Lâm còn tại dọn dẹp đồ vật. Cờ mờ nờ. Người mẹ nó sớm một chút nói cho ta biết a, à, chạy trốn không mang theo ta một cái. Quá không giảng cứu. Tần Trạch hùng hùng hổ hổ nói, vừa nói, một bên cũng đi theo thu dọn đồ đạc. Triệu Lâm bọn người dọn dẹp nhanh, một đám người, một hồi tro, chạy mất dạng. Không đợi Tần Trạch thu thập xong, một chiếc rôn roi để ngang trước mắt. Tần Trạch mặt đen lại, thầm nghĩ, xong, cuối cùng vẫn là tai nạn nhanh ta một bước. Tống Hạo đi ra vị trí lái, vòng tới xếp sau, cung kính vì Ngu Yên mở cửa. Đầu tiên là một đôi tinh xảo giày cao gót điểm trên mặt đất, lập tức Ngu Yên từ trong xe đứng dậy, nàng bọc lấy quần áo, ngón giữa anh Tuấn đẩy trên sống mũi ngân sắc kính mắt, đôi mắt đẹp liền giấu ở cái kia thấu kính đằng sau hiện ra nguy hiểm quan. Ngu Yên đạp giày cao gót đi đến tầng trạch trước người, tu nhã ngồi xuống. Nàng thú vị đánh giá tầng trạch, cười nói, trốn tránh ta. Ngu Yên là giảo hoạt, nàng giải tầng trạch tính khí, vấn đề này đối với tầng trạch tới nói, đáp án chỉ có một cái, đó chính là cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có quan tâm, mới có thể trốn tránh, nếu quả như thật là nản lòng thoái chí, là không e ngại ngu yên, là hoàn toàn có thể nhìn thẳng đối với ngu yên tình cảm. Tần trạch nghe lời này một cái, lại đặt mông ngồi dưới đất. Trốn tránh ngươi. Tần trạch khinh thường nở nụ cười. Ngu yên thấy thế, nhếch miệng lên nụ cười giảo hoạt. Mục đích của nàng đạt đến, nàng chính là muốn bằng vào câu nói này lưu lại tần trạch. Ngu yên cầm ra bao, từ bên trong điểm mấy trương tiền mặt, tiện tay đặt ở trong tầng trạch trước người bồn sắt. Tầng trạch liếc mắt nhìn, mày kiếm nhíu một cái, tiện tay lắc một cái rơi bồn sắt, bồn sắt bên trong tiền mặt liền bị tầng trạch chấn động rớt xuống đi ra. Tan việc. Tầng trạch âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này còn có kinh doanh thời gian đâu a? À? Ngu yên thú vị cười nói. Nói nhảm. Tầng trạch trừng mắt, quát lên, không quy củ không thành phương viên. Lập tức, tầng trạch không nhịn được chợt lóe mu bàn tay, một bên xua đuổi lấy ngô yên, vừa nói, đến mai lại đến đây đi, hôm nay không tiếp khách. Cảm mạo khá hơn một chút sao? Ngu yên đạo. Nâng lên cảm mạo sự tình, tần trạch một cách tự nhiên nghĩ đến cùng ngu yên cùng một chỗ đánh bài poker lúc tình hình, mơ hồ có mấy trương lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức. Trong mảnh vỡ là ngu yên ôm đầu lâu mình tận lực huy sái cảm xúc mạnh mẽ bộ dáng. Tần trạch mặt mo đỏ ửng Đỏ mặt cái gì? Ngu yên cười hỏi. Gió. Gió thổi. Tần trạch tùy tiện cho một cái lý do. Tần Trạch không muốn cùng Ngu Yên tại cái đề tài này dây dưa quá lâu, thế là hắn nhanh chóng đổi chủ đề, ngươi đến cùng có chuyện gì không có chuyện gì. Không có chuyện gì đi nhanh lên, đừng tại đây trì hoãn ta. Ngu Yên hồng môi biểu một cái, nổi lên một phen, trọng trọng gật đầu một cái. Cái kia liền nói một chuyện. Ngu Yên đạo. Nhanh chóng. Tần Trạch tức giận nói. Ngu Yên lấy ra điện thoại di động của mình. Đem chính mình cùng Tần Trạch chuyển khoản tin tức bày ra cho hắn nhìn. Tần Trạch xem xét cái này chuyển khoản, sắc mặt đen. Ngươi cho ta xem đây là có ý tứ gì? Tần Trạch lạnh mắt. Ta suy nghĩ muốn hay không đem cái này cho cảnh sát đồng chí xem. Ngu yên không đếm xỉa tới nói. Cái kia mẹ nó là ngươi cầm ta điện thoại chuyển tiền. Tần Trạch quát lên. Cái này ngươi có thể cùng cảnh sát đồng chí giảng giải. Ngu yên nhàn nhạt nói. Ngươi, Tần Trạch chán nản. Nghĩ nghĩ, Tần Trạch tiết khí, dù sao Ngu yên trong tay nắm lấy thóc của hắn, lúc này cùng với nàng đối nghịch là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Xóa, Tần Trạch nói. Nhìn ngươi biểu hiện. Ngu Yên đạo. Tần Trạch không nói. Ngu Yên đứng dậy, từ trong xe lấy ra một cái túi mua đồ. Làm gì? Tần Trạch liếc mắt nhìn cái này túi mua đồ. Trời lạnh, sợ ngươi lạnh. Ngu Yên nhàn nhạt nói. Lời nói ra đồng thời, Ngu Yên đem túi mua đồ bên trong áo lông lấy ra. Thử một chút. Ngu Yên nói. Tần Trạch xem xét cái này áo lông lệnh bài, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra tần trạch kinh thanh người mẹ nó là có cái gì mau bệnh a à? năm tại nước pháp rắc noblen lập tổng bộ thiết lập tại italy milan là một cái lấy hộ chuyên nghiệp ngoại vận động trang bị lập nghiệp trang phục nhãn hiệu dưới cờ sản phẩm lấy áo lông làm chủ Bản hiệu này áo lông tiện nghi nhất cũng là hơn một vạn nguyên có thể nói áo lông bên trong hêm tần trạch tức giận trực tiếp đứng lên chỉ vào ngu yên cái kia gương mặt xinh đẹp mắm ta mẹ nó chính là tên ăn mày ngươi để cho ta xuyên môn sơ ta còn thế nào xin cơm ta cho ngươi biết ngu yên ngươi không nên quá phận, trọng ta bồn sát lão đầu kia cũng không có ngươi quá đáng như vậy, đập người bát cơm còn phải như thế nào đập? Còn có. Tần trạch trọng trọng cường điệu nói, chúng ta đã chia tay. Hiểu không? Đã chia tay. Như thế nào? Ngu yên cười yếu ớt, ta cho ta nam nhân mua quần áo có vấn đề gì sao? Ai là ngươi nam nhân? Tần trạch quát. Ngu yên lần nữa lộ ra chính mình điện thoại, đem cái kia ghi chép chuyển tiền bày ra cho tần trạch nhìn. Tần trạch thấy thế, tức giận thẳng cắn hàm răng tử ta cho ngươi biết, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Tần Trạch nghiêm giọng nói. Ngu Yên gật đầu một cái, trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Một giây. Hai giây. Tần Trạch mắt thấy điện thoại liền muốn bấm đi qua, Tần Trạch thở dài một hơi, đoạt lấy Ngu Yên trong tay áo lông. Liền lần này. Tần Trạch quát lên. Ngu Yên cười thanh khách nhìn xem Tần Trạch, cũng không nói chuyện. Tần Trạch lạnh trên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Ngu Yên, lập tức mặc vào cái này áo lông. Ngu Yên thấy thế, nhẹ nhàng tiến lên, giúp Tần Trạch chỉnh lý cổ áo. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tần Trạch cái này anh tuấn bộ dáng, không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Ân, ừ, coi như vừa người. A, à, Tần Trạch cười lạnh. Ngu Yên lại lấy ra một cái túi mua đồ, từ bên trong lấy ra một đầu khăn quàng cổ. Nàng nhón chân lên, ôn nhu đem đầu này khăn quàng cổ vây quanh ở trên cổ Tần Trạch, còn vì hắn buộc lên thân sĩ và ưu nhã kết. Một cái chớp mắt này, Ngu Yên trương này gương mặt xinh đẹp khoảng cách Tần Trạch gương mặt chỉ có một tấc, tần trạch có thể rõ ràng ngửi được nàng trắng nõn cổ lộ ra tới mùi thơm ngát không thể không thừa nhận chính là tần trạch trầm mê đầu óc không nghe sai khiến nhớ tới chính mình cùng ngu yên đủ loại nàng như vậy mỹ lệ theo đuổi nàng người có nhiều như vậy mà nàng cuối cùng chỉ tuyển chọn chính mình bởi vì ngu yên khuôn mặt đẹp thường xuyên cho tần trạch mang đến không thiếu tình địch vì thế tần trạch thường xuyên không có cảm giác an toàn luôn cảm thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân là không thuộc về mình thật là dạng này càng là yêu một người càng là cảm thấy có thể cho nàng người hạnh phúc cũng không phải chính mình đó là phát ra từ sâu trong linh hồn tự ti đối mặt tần trạch cực thấp cảm giác an toàn ngu yên mỗi lần đều sẽ dùng thân thể của mình đáp lại hắn đang để cho hắn có thể không chút kiên kỵ hưởng thụ thân thể mình đồng thời yên lặng đem trong lòng của hắn trống chỗ lấp đầy tần trạch trầm mê nhìn xem ngu yên ôn nhu nói chúng ta đã chia tay ngu yên tần trạch cường điệu sự thật ấy đã không phải là lần hai lần vấn đề nhưng mỗi lần giọng điệu cũng là rất cường ngạnh đây cũng là tần trạch lần đầu dùng ôn nhu giọng điệu nói cho ngu yên chúng ta đã chia tay sự thật ta biết Ngu Yên nhàn nhạt nói. Giúp Tần Trạch buộc lại khăn quàng cổ, Ngu Yên hai tay nâng Tần Trạch mặt anh Tuấn. Ân, rất đẹp trai. Ngu Yên hài lòng nói. Chương 25, ta cũng cảm thấy rôn roi rất lao. Người cũng là dạng này, đều quan tâm chính mình mỗi tiếng nói cử động, mỗi người đều đang nỗ lực duy trì chính mình tốt đẹp hình tượng, cho nên mỗi người bêu xấu thời điểm đều biết lộ ra đặc biệt thẹn thùng. Hơn nữa sau đó có rất thời gian dài đều không thể đi ra hoàn cảnh khó khăn này, từ đầu đến cuối cho là mình thiết lập nhân vật có thể sập, kỳ thực thì không phải vậy mỗi người sinh hoạt cũng là lấy chính mình làm trung tâm chỉ là trong lòng chính ngươi tác quái cho rằng tất cả mọi người đang chú ý ngươi mà thôi giống như là tầng trạch loại này ven đường tên ăn mày mọi người nhìn cũng không nhìn một mắt cao như thế tiết tấu trong sinh hoạt mỗi người đều có chuyện thuộc về mình cần vội vàng không có người để ý ngươi có phải hay không tại ăn xin càng không có người để ý ngươi đến tột cùng là ai cho dù là người hảo tâm tiện tay ném đi mấy đồng tiền tiền lẻ đó cũng là thỏa mãn chính hắn ái tâm dục vọng mà thôi đến tột cùng là ngươi là ai nhân gia nhìn cũng không nhìn một cái. Nhưng có một loại tình huống ngoại trừ, đó chính là chuyện này vượt quá tất cả mọi người nhận thức, cứ như vậy ngươi liền sẽ dẫn tới ánh mắt mọi người. Cũng tỉ như, một tên ăn mày, giống như nắm giữ một vị lái rolls roi sơ bạn gái, hơn nữa nữ nhân này vẫn quốc sắc thiên hương cấp bậc vư vật. Ban đầu, Tần Trạch chỉ là rước lấy một phần nhỏ người chú ý, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, người vây xem càng ngày càng nhiều, loại hiện tượng này có chút giống chợ bán thức ăn, vây quanh chỗ nhiều người liền chứng minh nơi đó có đồ tốt. Bí uy uy, vì tình huống đây là. Người đến sau bắt đầu truy vấn, tính toán từ bên người quần chúng nghe ngóng chút tình huống căn bản. Cái kia dễ nhìn nữ nhân, tựa như là cái kia ăn mày bạn gái. A. À. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, à, cũng không biết là nghĩ như thế nào, một vị đã có tuổi lão đầu tử nói như vậy. Người xem một chút nàng, cái này dáng dấp cũng quá dễ nhìn a. À. Có người hâm mộ nói. Giống như ánh mắt không quá liên quan, làm sao lại coi trọng tên ăn mày đâu. Lại có người chua. Bất quá, ta nghe nói bây giờ tên ăn mày đều giống như rất có tiền, có không ít phóng viên vạch trần ăn mày thường ngày, sáng sớm mở đường hổ đi làm, tan tầm âu phục dày da ở biệt thự. Cờ mờ nờ. Thật giả. Cũng không hẳn, nghe nói đám này tên ăn mày một ngày có thể kiếm lời hơn một nghìn đâu, tốt tình huống một ngày đều có thể kiếm lời hơn hai nghìn. Nhanh. Lộ ra ánh sáng hắn, để cho đại gia đừng đem tiền cho loại này không làm mà hưởng người. Nghị luận bên trong, đã có ít người lấy điện thoại di động ra bắt đầu thâu. Tống Hạo đứng ở đằng xa, nhìn xem ngu yên cùng tần trạch như thế xứng bộ dáng khóe miệng không khỏi câu lên gì cười trong lòng cũng là đẹp tư nhi ngu yên xem xét quần áo cũng cho khăn quàng cổ cũng cho chính mình cũng là thời điểm cần phải đi tốt ta đi ngu yên hài lòng nói tần trạch thở dài một hơi không nói gì tống hạo nghe tiếng lập tức đi vì ngu yên sau khi mở ra xếp hàng cửa xe ngu yên tâm tình thật tốt khoát tay áo nói không cần ta tự lái xe trở về là Tống Hạo cung kính cúi đầu, mãi đến Ngô Yên lái xe rời đi, Tống Hạo mới ngồi dậy tấm. Tống Hạo quay người lại, nhìn xem bên kia Tần Trạch lần nữa lộ ra vừa mới cái kia gì cười. Ngược lại là Tần Trạch chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện ở đây đã tụ tập không thiếu người vây xem, tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, rất có đã lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu hình lại. Tần Trạch mặt mo đỏ ửng, thẹn quá thành giận giống như là đứa bé. Hắn cắn răng nghiến lợi tiếng lên, chiếu vào Tống Hạo cái mông cầm chính là một cước ngươi ở bên kia cười cái ba ba đâu tần trạch mắng tống hạo hắc hắc cười ngây ngô lấy gãi gãi cái mông không nói gì dạy dỗ xong tống hạo tần trạch bỗng nhiên quay người lại chỉ vào bên kia ngồi xổm ở trong góc chỉ lộ đầu triệu lâm bọn người còn có các ngươi tần trạch mắng triệu lâm bọn người thấy thế nhấc chân chạy vừa chạy còn một bên cười lớn tựa như hài tử nghịch ngợm trộn đi trong ruộng dưa hấu vui vẻ tần trạch muốn đuổi theo làm gì bọn hắn chạy thật nhanh lúc này đuổi nữa quả thật có chút không đuổi kịp Tống Hạo cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm lấy Tần Trạch bả vai. Đại ca, tính toán, tính toán, chớ cùng bọn hắn chấp nhặt, cũng là một đám chưa từng yêu đương đàn ông độc thân. Tống Hạo lấy lòng cười. Ngươi cút cho ta đi một bên. Tần Trạch đẩy ra Tống Hạo, tức giận lẩm bẩm, thiếu mẹ nó cùng ta lôi kéo làm quen. Ha 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 ha, đi, lão đệ mời ngươi ăn bữa tốt. Tống Hạo lại bu lại, lần nữa ôm Tần Trạch bả vai. Ngoài miệng nói là không để Tống Hạo lôi kéo làm quen, nhưng trên thực tế lần này tống hạo lần nữa ôm lấy tần trạch bả vai lúc tần trạch cũng không có đẩy nữa mở hắn coi là thật tần trạch mày kiếm vẫy một cái cái này còn giả sao tống hạo vỗ vỗ miệng túi của mình ra hiệu chính mình trong túi có tiền tính ngươi thức thời tần trạch hừ lạnh cứ như vậy tống hạo ôm tần trạch bả vai đi xa kfc tần trạch từng ngụm từng ngụm ăn đùi gà bên trong lưu tẩy ô tê hộp tần trạch mơ hồ không rõ nói có thể người khác nghe không hiểu, nhưng Tống Hạo lại nghe được hiểu, Tần Trạch có ý tứ là, ngươi liền thỉnh ta ăn cái này. Ngươi cái này ăn không phải cũng rất hăng hái sao? Tống Hạo cười to. Hừ. Tần Trạch liếc một cái Tống Hạo, không nói chuyện, toàn thân tâm đều đang bận rộn tại trong thức ăn ngon. Lại nói. Tống Hạo trêu chọc nói, ta nhưng không giống ngươi, nắm giữ một cái lái rôn roi sơ lão bà. Tần Trạch nghe lời này một cái, lập tức thả xuống đùi gà, không muốn ăn. Ta cho là ngươi cùng ta là cùng một bọn tần trạch âm thanh lạnh lùng nói hại tống hạo tức giận nói đùa giỡn tần trạch trừng mắt liếc tống hạo đây coi như là cầm lấy đùi gà bất quá áo ta thật không hiểu lão đại ta đến tục cùng nơi nào không tốt ngươi làm sao lại như thế không chào đón nàng tống hạo tò mò hỏi trong xã hội sự tình ít hỏi thăm tần trạch tức giận nói ha 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 tống hạo cười thập phần vui vẻ một trận cây fc tần trạch ăn tống hạo tam cái hamburger sáu cái đùi gà hai chén coca cola ăn uống no đủ tần trạch hài lòng vỗ cái bụng đi ở trên đường cái ai ta hỏi thăm sự tình áo tống hạo nói ân tần trạch một mặt thoải mái bởi vì ăn rất tốt không mang theo tức giận tống hạo đạo không hỏi dẹp đi tần trạch tức giận nói ăn xong liền không nhận người a tống hạo cười khổ nói tần trạch giảo hoạt nở nụ cười không nói lời nào nổi lên một phen tống hạo hỏi Ngươi có phải hay không không thích bị người bao nuôi, bao nuôi? Tần Trạch một mặt mộng. Đúng vậy a, à, lão đại ta có tiền như vậy. Tống Hạo đạo. Chỉ nàng chút tiền kia, bao nuôi ta. Tần Trạch tức giận nói, kém xa. Ngươi khẩu vị lớn như vậy. Tống Hạo kinh thanh. Bằng không thì đâu? Tần Trạch lấy tay khoa tay con số, ta một trận có thể ăn ba cái hamburger, sáu cái đùi gà, hai chén coca cola. Ha ha, ha 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 ha! Tống Hạo lại bị chọc cười cười về cười, Tống Hạo trầm tư một phen, hắn cảm thấy mình tự hồ vẫn xem thường cái này tần trạch, từ tần trạch cái này thân thủ nhìn lại, đây tuyệt không phải người lương thiện, tất nhiên hắn đều nói lão đại của mình cũng không có tư cách bao nuôi hắn, có thể thấy được bối cảnh của hắn có bao nhiêu hùng hậu. Có thể nghĩ lại, Tống Hạo vẫn không hiểu, có thể mở bên trên rôn roi người theo đạo lý tới nói cũng coi như là người có tiền, cái này ở trong mắt tần trạch đều không đủ nhìn sao. Thế là, Tống Hạo lại hiếu kỳ hỏi, có thế rôn roi người, coi như không bằng ngươi, nhưng cũng sẽ không cùng ngươi trên lệch bao xa a à. Nhớ kỹ. Tần Trạch nghiêm túc nói, không phải một cái khái niệm, không thể cùng một chỗ đem so sánh. Chương 26, tên ăn mày có được thần bí rôn roi bạn gái. Tống Hạo sửng sốt mấy giây. Ước chừng mấy giây thời gian, Tống Hạo mới rõ ràng Tần Trạch hàm nghĩa trong lời nói. Ý tứ rất đơn giản, cho dù là lái lên rôn roi ngu yên, nàng tài lực cùng trước mắt Tần Trạch cũng không phải một cái cấp độ. Đại ca ngươi đến tột cùng, Tống Hạo á khẩu không trả lời được. Tần Trạch cười xấu xa, cũng không nói nhiều ngữ, lại nói: "Rôn roi loại đồ vật này thật sự rất đắt sao?" Tần Trạch lười biến nói. A, Tống Hạo hỏi lại, rôn roi thật sự không đắt sao? Tần Trạch lắc đầu, hỏi: "Ngươi cũng đã biết thuê một chiếc rôn roi là bao nhiêu tiền?" Bao nhiêu tiền? Tống Hạo nói: "Tám ngàn khối tiền một ngày mà thôi." Tần Trạch thản nhiên nói: "Mới tám ngàn khối tiền mà thôi." Tống Hạo khoa trương nhìn xem Tần Trạch ngươi cũng đã biết hiện tại xã hội này có bao nhiêu người một tháng đều kiếm lời không bên trên 8.000 khối tiền, ngươi nói cho ta biết thuê nhất thiên tài 8.000 khối tiền mà thôi. Nhỏ. Tần trạch hai tay lười biến cuộn tại sau đầu, lười biến đi ở đầu đường, cách cục nhỏ. Vừa vặn, đi ngang qua một mảnh quảng trường, bên quảng trường có loại kia búp bê xe, ngươi chỉ cần thanh toán cho lão bản tiền, tiếp đó liền có thể mở lấy ánh đèn lóe lên búp bê xe trên quảng trường thỏa thích chơi đùa. Tần trạch xem xét, cười nhạt một tiếng hắn tự tay hướng tống hạo có ba mươi khối tiền không có tống hạo thất thần làm gì có liền lấy ra tới a tần trạch tức giận nói bây giờ xã hội này mã hai chiều thịnh hành đi ra ngoài mang một điện thoại là được cho nên có rất ít người trong túi sẽ chuẩn bị tiền mặt tống hạo thì không phải vậy phải biết tống hạo thế nhưng là làm ăn mày trong túi chính là không bao giờ thiếu tiền lẻ giống như là ba mươi khối tiền loại này duỗi trong túi một trảo một nắm lớn tiền lẻ dư xài không phải mới vừa nói chuyện rôn roi sự tình sao Tống Hạo lẩm bẩm, cũng đem tiền giao cho Tần Trạch. Tần Trạch cầm tiền, hướng đi búp bê xe gian hàng lão bản. 30 khối tiền, bao lâu? Tần Trạch hỏi. 5 phút. Lão bản thái độ phục vụ không phải rất tốt, trong tay loay hoay điện thoại, một bộ hờ hững bộ dáng, thật giống như Tần Trạch không chơi chính là có người chơi, sinh ý 10 phần nóng nảy. Tới 5 phút. Tần Trạch cười nói. Lão bản lúc này mới ném đi một mắt Tần Trạch, sau đó dùng chấp mũi biểu biểu trong gian hàng mã hai chiều, ra hiệu quét tiền cho ngươi tiền tần trạch đem tiền đưa cho lão bản lão bản nghe tiếng liếc mắt nhìn đây cũng là đồng lại là tiền giấy tiền đầu tiên là sững sờ kỳ quái một chút suy nghĩ thời đại này còn có người dùng tiền mặt bất quá thật cũng không suy nghĩ nhiều cái gì tiếp nhận tiền nói một câu tuyển xe đi thôi tiếp đó lại cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại tần trạch nhìn một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào toàn trường lấp lánh nhất búp bê xe lên xe tần trạch vung tay lên a à. tống hạo cảm thấy ngây thơ có chút ngượng nghịu mặt mũi. a à, cái gì a, à, mau lên xe. Tần Trạch không nhịn được nói. Tống Hạo do dự một chút, do dự bất an lên xe. Tần Trạch một mặt thoải mái lái bút bê xe, đi dạo trên quảng trường. Quảng trường, có hài đồng đang chạy nhanh, chung quanh có phụ huynh lải nhải chạy chậm chút đừng ngã xuống che chở, còn có tiểu tình lữ ngồi ở trên ghế dài lẫn nhau dựa vào sưởi ấm, còn có thành đàn kết bè kết đảng các bà bác đang nhảy quảng trường múa. Tần Trạch nhìn xem cái này náo nhiệt quảng trường, nhàn nhạt nói, xe này bao nhiêu tiền năm phút? không phải 30 sao? Tống Hạo nghi ngờ hỏi. Một phút bao nhiêu tiền? Tần Trạch hỏi. Sáu khối thôi. Tống Hạo rất nhanh đáp. Trôn roi hơn một ngày thiếu tiền. Tần Trạch quay đầu nhìn về phía Tống Hạo, khóe miệng tràn đầy cười xấu xa. Tám ngàn A. Tống Hạo đáp. Một phút bao nhiêu tiền? Tần Trạch cười càng hỏng rồi hơn. Tống Hạo trầm tư một phen, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tưởng nhớ nhìn về phía Tần Trạch, năm khối năm, tống hạo cả người cũng không tốt. Ha 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 tần trạch cười đặc biệt vui vẻ, giống như là những cái kia chạy trên quảng trường bọn nhỏ. Tống hạo không thể tưởng tượng nổi nhìn mình đang ngồi bút bê xe, phía trước một giây nó còn cảm thấy loại vật này rất ngây thơ, cái này một giây hắn đột nhiên cảm giác được rôn roi có chút lao. Nó so rôn roi còn đắt hơn, tống hạo lẩm bẩm. 5 phút kết thúc. Giao xe thời điểm, tống hạo cảm thấy không có cam lòng, hắn lại từ trong túi mò ra 30 khối tiền. Lại đến 5 phút. Tống Hạo nghiêm giọng nói. Lão bản thấy thế, không khỏi nghi hoặc, người này nhìn có chút kỳ quái a, à, bất quá là lái một cái búp bê xe mà thôi, như thế nào hung ác ngơ ngác. Lần này, Tống Hạo tuyển một chiếc mình thích búp bê xe. Đại ca, lên xe. Tống Hạo hướng Tần Trạch kêu gọi tay. Ha 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 ha, Tần Trạch cười có thể an tâm. Tần Trạch nhìn xem Tống Hạo lái búp bê xe, không khỏi cười nói, không phải, ngươi cả ngày mở ngu yên rôn roi, đáng giá dùng tiền mở loại này đồ chơi nhỏ sao. Trôn roi không có đắt như vậy. Tống hạo nói nghiêm túc. Phốc ha 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 ha, tần trạch đều cười phun ra. Lại một ngày. Lại một lần nữa xảy ra chuyện. Tần trạch phát hỏa. Chuyện này liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngu yên tiễn đưa cho tần trạch áo lông ngày đó. Không biết là ai, đem cái này thu trở thành tiết mục ngắn tuyên bố đến trên tiktok. Trong nháy mắt. Đoạn này ngắn gọn video cùng đám dân mạng sinh ra phi thường cường liệt phản ứng hóa học, nhấn like vô số, bình luận vô số. Chấn kinh đầu đường tên ăn mày không muốn người biết một màn, tên ăn mày có được thần bí rôn roi bạn gái. Chấn kinh. Đầu đường tên ăn mày cùng thần bí nữ nhà giàu người ôm nhau, hắn đến cùng có phải hay không tên ăn mày. Chấn kinh. Đỉnh cấp mỹ nữ là ăn mày bạn gái, mang ngươi vạch trần ăn xin chân chính thu vào. Chương 27, ngoài ý muốn gặp may. Hôm nay, lúc trời sáng, Triệu Lâm bọn người làm thành một đoàn, tự như đang đối với đồ vật gì thảo luận cái gì. Vừa tỉnh lại tầng trạch còn chưa hoàn toàn biến mất bối rối, hắn xốc lên hắn cái kia phá giấy rách vỏ bọc đứng dậy đơn giản hoạt động một phen đi ra vòng cầu tử liếc bầu trời một cái thời tiết tươi đẹp không khí mười phần tươi mát a à. tần trạch quát to một tiếng cốt như vậy thời tiết hẳn là ra chút gì động tĩnh để bày tỏ nội tâm vui sướng cũng tỉ như a à. quay người lúc này mới nhìn thấy triệu lâm nhóm người kia vây tại một chỗ nhìn xem cái gì thảo luận cái gì thỉnh thoảng còn có thể truyền đến tiếng cười tần trạch hiếu kỳ đi tới một bên thăm dò hướng bên trong nhìn một bên tức giận lẩm bẩm, ba ngày, các ngươi không đi đi làm, tại cái này lắc qua lắc lại thứ đồ gì đâu. Triệu Lâm nhất nhìn, đại hỷ. Đại ca ngươi tỉnh A. Triệu Lâm cười nói. A, à, các ngươi nhìn gì đây? Mặc dù biết Triệu Lâm nói một câu nói nhảm, nhưng lúc này Tần Trạch càng tò mò hơn là bọn hắn đến tột cùng cùng một chỗ nghiên cứu cái gì. Đại ca ngươi phát hỏa. Triệu Lâm hưng phấn nói. Cái gì phát hỏa? Tần Trạch càng là không hiểu. Võng hồng A, Ngày đó lão đại của chúng ta không phải cho ngươi tiễn đưa áo lông sao, tiếp đó không biết là ai thu trở thành video, tiếp đó ngươi liền phát hỏa." Triệu Lâm giải thích nói. "Hại." Tần Trạch tức giận khoát tay chặn lại, sao cũng được nói, ta làm cái gì sự tình đâu, liền chút chuyện này a." À. Tần Trạch còn làm cái gì chuyện tốt đâu, nghe xong là chuyện này, không khỏi có chút thất lạc, có chút cũng phí mù lòng hiếu kỳ của hắn. Quay người rời đi, cũng không có đi mấy bước, hắn cảm thấy không thích hợp. Thế là, hắn lại gạt trở về điện thoại cho ta xem tần trạch âm thanh lạnh lùng nói triệu lâm không nói gì cười hì hì đưa di động đưa cho tần trạch tần trạch nhìn xem video dần dần khóa lại lông mày tần trạch khóa lại lông mày từ đầu đến cuối không nói chuyện hắn mở ra khu bình luận liếc mắt nhìn bình luận tần trạch sắc mặt đen xuống dưới đại ca ngươi thế nào ta nhìn ngươi sắc mặt khó coi a à. triệu lâm kỳ kỳ quái quái nhìn xem tần trạch lão đại các ngươi hiện tại ở đâu tần trạch trầm giọng nói Thời gian này cũng là ở công ty, thế nào?" Triệu Lâm tò mò hỏi. Tần Trạch dư thừa không nói, đưa điện thoại di động trả cho Triệu Lâm, xoay người rời đi. Triệu Lâm nhìn xem giận đùng đùng Tần Trạch, không hiểu. Bất quá, nghĩ tới điểm tâm, Triệu Lâm nhón chân lên, tức giọng la lên, "Đại ca, một hồi nhớ về ăn điểm tâm a, bọn hắn đi mua điểm tâm đi." Tần Trạch không nói chuyện. Vạn Tinh tập đoàn. Tần Trạch lần nữa đi vào công ty sân khấu xem xét là tầng trạch không khỏi cười thanh khách nói trạch ca tới rồi ân ừ. tần trạch nhàn nhạt ứng thanh hắn tâm tư không ở nơi này một đường đi vào thang máy đè xuống tầng cao nhất đi tới vạn tinh tập đoàn tổng giám đốc văn phòng đẩy ra cửa văn phòng ngu yên tần trạch thở phì phò quát lên trong văn phòng đơn giản lại rộng rãi dưới đất là màu đỏ cao cấp thảm tầm mắt 10 phần mở rộng toàn bộ phòng toàn cảnh cửa sổ sát đất tại tầm mắt ngay chính giữa là một cái siêu cấp đại bàn làm việc đang làm việc sau cái bàn mặt chính là ngu yên công tác bộ dáng ngu yên cúi đầu bút máy trong tay ở trên văn kiện viết cái gì nghe được tần trạch thanh âm tức giận ngu yên cũng không có ngoài ý muốn tỉnh táo cài lên nắp bút chậm rãi nâng lên gương mặt xinh đẹp giống như cười mà không phải cười nhìn xem tần trạch đồng thời lại duỗi ra ngón giữa đẩy mắt kính trên sống mũi tần trạch tức giận đi tới đưa di động đập vào trên mặt bàn ngươi giải thích thế nào tần trạch quát lên trong điện thoại di động truyền là tần trạch gặp may video Ngu Yên liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói, gặp may, là chuyện tốt. Ngươi đánh rắm. Tần Trạch chửi ầm lên. Ngu Yên cười yếu ớt không nói. Đừng cho là ta không biết đạo ngươi điển tiểu tâm tư kia. Tần Trạch quát lên. Ta. À. Ngu Yên chớp chớp đôi mi thanh tú, hai tay mở ra, biểu thị vô tội, một cái lo lắng cho mình nam nhân cảm lạnh nữ nhân muốn cho nam nhân mình tiễn đưa một kiện áo lông mà thôi. Tần Trạch nhìn xem giả bộ ngu Ngu Yên tức giận răng bị hắn mài kẻo kẹt kẻo kẹt vang dội lúc này tần trạch hận không thể đem ngu yên ném vào chính mình trong kẻ răng đem nàng cái kia trương mặt tuyệt mỹ mài nhỏ giả ngu đúng không tần trạch chỉ vào trong điện thoại di động đầu video cái này rõ ràng không phải điện thoại chế tác đi ra hiệu quả đây rõ ràng là nhân viên chuyên nghiệp thu ống kính không rung rung hơn nữa hậu kỳ chế tác đều là vô cùng nhân viên chuyên nghiệp ngu yên nghe tiếng mấp máy môi đỏ không nói chuyện còn có bàn làm việc mặt bàn bị tần trạch đốt ngón tay đập đập lốp bốt vang dội ngươi thật sự cho rằng người khác tiện tay chụp một cái video liền có thể hỏa a à. đây rõ ràng là sau lưng ngươi dở trò quỷ lão tử bất quá là muốn một cái cơm mà thôi ngươi mẹ nó đều chuyên nghiệp đoàn đội vận hành đem ta đẩy lên hot sớt ngu yên cười yếu ớt nói võng hồng thu vào so tên ăn mày cao hơn thiếu cùng hai ta kéo bộ này tần trạch cánh tay vung lên nhưng ngươi nháo trò như vậy ta còn có thể muốn tới cơm sao cái gì võng hồng hay không võng hồng ngươi chính là có chủ tâm làm ta. Không muốn làm võng hồng, liền đến bên cạnh ta làm việc. Ngu yên nhàn nhạt nói. Ngươi nhớ kỹ ngu yên. Tần trạch hung hăng chỉ vào mặt đất, thẳng thắn cương nghị nói, ta tần trạch chính là chết, cũng sẽ không đến bên cạnh ngươi. Ngu yên ngồi dậy bên cạnh, dựa vào ghế, thuận thế nhất lên đùi đẹp thon dài. Lần trước ngươi cùng ta nói, ngươi cho dù chết cũng sẽ không đi nhà ta ở, sau đó thì sao? Ngu yên cười lạnh nói, ngươi còn đem ta ngủ. Ngươi, tần trạch tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt mọi người chờ xem. Tần Trạch nghiêm giọng nói. Thả xuống câu này ngoan thoại, Tần Trạch quay người đi. Chương 28, Tần Trạch hôn ước. Ngu yên lúc nào cũng cái dạng này, tùy ý Tần Trạch tới hoặc đi, nàng mãi mãi cũng là cái dạng kia, vĩnh lên đùi đẹp thon dài, khoanh tay, mũi mang theo tinh xảo ngân sắc kính mắt, tự hồ toàn bộ hết thảy đều tại nàng tính toán ở trong, hết thảy đều là như vậy bày mưu nghĩ kế. Ngu yên nói qua một câu nói như vậy, không chiếm được, ta liền cướp, không giành được, ta liền trộn, ăn xin cũng tốt, Mũ vòng cầu cũng được, bị cảm ta dẫn hắn đi bệnh viện, dù là cuối cùng là chết đói, hắn cũng phải cùng ta hợp tán. Có lẽ đây chính là ngu yên, nàng có thể bao dung tần trạch hết thảy, nàng yêu thích không phải tần trạch khi xưa bộ dáng, nàng yêu thích cũng không phải bây giờ tần trạch dáng vẻ, nàng yêu thích là tần trạch người này, vô luận chết sống. Thở phì phò tần trạch đi ra vạn tinh tập đoàn. Quá mức. Lão tử đều mẹ nó xin cơm, cái này đều không buông tha ta, còn muốn ta như thế nào? Tần trạch bắt đầu mắng đường cái. Nhưng Tần Trạch minh bạch, chỉ muốn thoát khỏi ngu yên chỉ dựa vào mắng đường cái là không được, thế là, hắn lần nữa đem hy vọng ký thác vào trên người nhà. Chính mình cũng lẫn vào thảm như vậy, người nhà cũng nên ra tay kéo chính mình một cái A. Lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của cha dãy số. Uy, nhi tử. Một đầu khắc phụ thân tự hồ vô cùng vui vẻ Tần Trạch có thể đánh điện thoại cho hắn. Tần Trạch nghe xong phụ thân cái này thanh âm nhiệt tình, trong lòng trong nháy mắt có cơ sở. Quả nhiên là cha ruột cuối cùng vẫn là vì nhi tử lo lắng đi ân cha gần nhất ngươi cùng mẹ còn tốt không tần trạch hỏi tốt 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 trong nhà đều rất tốt phụ thân nói như vậy ân ta gặp chút phiền toái muốn tìm ngươi hỗ trợ tần trạch thẹn thùng nói a ngươi nói phụ thân cười nói ta xin cơm tần trạch nói cái gì phụ thân kinh thanh ngươi xin cơm ân trong mơ hồ tần trạch có thể nghe được tự hồ mụ mụ cũng bu lại hỏi tình huống phụ thân rất nhỏ giọng cùng mụ mụ giảng hài tử gần nhất bắt đầu xin cơm tiếp đó mụ mụ lại nói thứ gì không nghe rõ nhưng nghe thanh âm cảm xúc tự hồ cũng không quá ổn định hẳn là không tiếp thụ được tần trạch này ăn mày sự thật hài tử ngươi sao có thể phụ thân nói không được nữa tỷ tỷ ngươi là đồ ngươi chơi mà nói ngươi sao có thể làm thật đâu ta không được chọn tần trạch thở dài một hơi điện thoại bên kia yên tĩnh trở lại rất lâu phụ thân mới ổn định lại cảm xúc. Nói đi, ngươi gặp phải vấn đề gì? Thanh âm của phụ thân vô cùng tỉnh táo. Người cùng máy móc không giống nhau, trí năng phát ra âm thanh tuy nói chính xác, nhưng mà không mang theo bất luận cái gì tình cảm, để cho người ta nghe toàn thân không được tự nhiên, người khác biệt, nói ra lời nói cũng là có nhiệt độ, cũng là mang theo tình cảm. Máu mũ tình thâm, cuối cùng vẫn là cha mẹ. Nghe được phụ thân lo lắng cho mình như thế, tần trạch hồi tưởng lại những ngày qua tao ngộ, cũng không nhịn được vĩ khuất. Người chính là như vậy, lẽ loi một mình có thể kiên cường đến cùng, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa đều đỡ được, nhưng không thể dựa vào, một khi có bả vai, người kiên cường nữa cũng sẽ thúc thiết. Cha, ta, tần trạch thanh tuyến run rẩy lên. Hài tử, phụ thân cảm xúc cũng không phải rất ổn định, nghe được hài tử tiếng khóc, phụ thân tâm đơn giản tất lòng sắp nát, hài tử, đừng khóc, có chuyện từ từ mà nói, có cha mẹ gánh cho ngươi, không có người có thể động ngươi. Ta có thể ngay cả cơm đều phải không tới, tần trạch nức nở nói. Phụ thân không nói. Sự tình đi đến tình cảnh hôm nay, đã không phải là Tần Trạch vấn đề, đây đều là niên đại gì, thật đúng là không nghe nói con cái nhà ai là chết đói, vậy mà hôm nay Tần Trạch ngay cả cơm đều phải không tới, vậy đã nói rõ một vấn đề. Tần Trạch bị người làm. Nhìn mình hài tử bị dạng này tội, phụ thân đỏ cả vành mắt. Phẫn nộ là có, nhưng càng nhiều là đau lòng Tần Trạch. Cha, ta, Tần Trạch đỏ cả vành mắt, khóe mắt hiện lên một tầng nhàn nhạt hơi nước, cha, ta có thể thật sự không chịu nổi. Ta hiểu rồi phụ thân thở dài một hơi ân cha ta thẻ ngân hàng số thẻ là tần trạch khóc nói lời còn chưa dứt cái gì kia một hồi ngươi về nhà ta dẫn ngươi đi ngươi vị hôn thê nhà trên thế giới này có thể tất cả mọi người đều không cho ngươi cơm ăn nhưng ngươi vị hôn thê chắc chắn không kém ngươi một hớp này cơm ngươi đi nhà nàng xin cơm chuẩn không tệ phụ thân ngữ trọng tâm trường nói ân mắt thấy tần trạch đều muốn bị xúc động khóc lão ba đi lên cả một màn này tần trạch cả người nghe dại nhi tử Mau về nhà a! À. Phụ thân thúc giục. Ai không phải? Tần Trạch tức giận nói, ta rốt cuộc có phải là ruột thịt của ngươi hay không? Bây giờ ta xin cơm đều phải không tới, ngươi ý nghĩ đầu tiên không phải cho ta kiếm tiền, ngươi vậy mà để cho ta đi vị hôn thê nhà xin cơm đi? Ha 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 ha! Phụ thân cười ha ha, nói, ta đều nghe ngươi tỷ nói, không cần lo lắng, xã hội này xin cơm kiếm lợi nhiều nhất, một ngày kiếm lời cái ngàn tám trăm không là vấn đề. Hơn nữa ta cũng cho ngươi hỏi, quay đầu ngươi đi ngươi vị hôn thê nhà xin cơm. Nhân gia bao ăn bao ở một ngày cho ngươi một vạn, cái này không giống như ngươi ở bên ngoài ngươi giải gió dầm mưa tốt hơn nhiều a. À? Ba. Tần Trạch trực tiếp cúp điện thoại. Trời rất lạnh, Tần Trạch tức giận cả người bốc mồ hôi, lỗ mũi hừ ra tới khí cũng là nóng bỏng nóng bỏng. Càng nghĩ càng giận, Tần Trạch lại gọi điện thoại cho tỷ tỷ của mình. Uy. Bảo bối của ta đệ đệ a, ngươi có thể tính cho tỷ gọi điện thoại, tỷ tỷ đều nghĩ ngươi chết bầm, tỷ tỷ hai ngày nữa liền về nước rồi, tỷ tỷ tiếp thông điện thoại sau so phụ thân đều nhiệt tình. Ngươi câm miệng cho ta." Tần Trạch quát lên. "Chương 29, lo lắng yên dáng người quá được rồi." Đầu điện thoại bên kia tỷ tỷ nghe tiếng, dừng lại. "Thế nào? Giận đến như vậy đâu?" Tỷ tỷ tò mò hỏi. "Ngươi có phải hay không nói cho cha ta đi xin ăn chuyện?" Tần Trạch âm thanh lạnh lùng nói. "A, à, tỷ tỷ hùng hồn nói, chuyện này ta phải báo a." À. Dù sao ta đáng yêu như vậy đệ đệ đều hỗn đến xin cơm, hắn cái này làm cha chắc có chỗ biểu thị a. À. "Tỷ đây là vì ngươi tốt." tiểu Trạch a. À. Ngươi có thế dẹp đi a à a." À. Tần Trạch cắn răng nghiến lợi nói, "Ta mẹ nó thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi nói cho cha xin cơm một ngày rất kiếm tiền, mẹ ta cha đều không mang theo yên tâm như vậy." Ha 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 ha. Tỷ ha. tỷ xem xét, Tần Trạch đều đem lời nói đến mức này, chính mình dứt khoát cũng sẽ không diễn, tiếng cười kia khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu. Ngươi còn cười." Tần Trạch tức thiếu chút nữa cổng qua đi. "Tốt, tốt, tốt, ta không cười." Phúc ha 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 ha, tỷ tỷ vẫn không thể nào khống chế lại nội tâm vui sướng. Không phải, ta là thực sự không rõ, ta đến cùng phải hay không ngươi thân đệ đệ. Ta đến cùng phải hay không cha mẹ ta con ruột. Tần trạch không hiểu hỏi. Tần trạch thật không hiểu, thật không hiểu trên thế giới thật sự sẽ có loại này phụ thân, mắt thấy chính mình hài tử đều phải cơm, hắn lại còn có thế chuyện trò vui vẻ như thế. Không phải. Tỷ tỷ không tị hiền chút nào nói. Tần trạch. Tần trạch mặt đen lại sự tình đi đến tình cảnh hôm nay, Tần Trạch cũng không muốn nói gì, nói cái gì cũng là không có ý nghĩa. Treo. Tần Trạch nói. Tỷ tỷ nghe tiếng, chặn lại nói, "Ai? Chờ sau đó. Làm gì?" Tần Trạch tức giận nói. "Ngươi không suy nghĩ một chút." Tỷ tỷ hỏi. "Cân nhắc cái gì?" Tần Trạch nói. "Chính là ngươi đi ngươi vị hôn thê nhà này ăn mày sự tình." Dựa vào. Tần Trạch mắng to. "Ba." Tần Trạch trực tiếp cúp điện thoại cúp điện thoại, Tần Trạch thở dài một hơi. Tần Trạch thật sự là không hiểu rõ, vì cái gì người trong nhà đều buộc chính mình gả cho cái kia cái gọi là vị hôn thê đâu. Đến tột cùng là như thế nào nữ nhân chính mình không thể không cưới đâu. Cũng không biết nữ nhân kia đến tột cùng nghĩ như thế nào, cũng chưa từng thấy chính mình, đều không hiểu rõ chính mình, làm sao lại không phải chính mình không gả đâu. Theo lý tới nói, giống loại này thông gia từ bé tình tiết máu chó cần phải xuất hiện tại trong phim truyền hình mới đúng, nhưng thường thường cũng là nữ nhân không chịu gả, tiếp đó theo kịch bản tiến lên nữ chính dần dần hiểu rõ nam chính hơn nữa một chút yêu nam chính hy vọng rất đầy đặn thực tế rất cốt cảm trong cuộc sống hiện thực nữ nhân không phải chính mình không gã mà chính mình cần phải không cưới chẳng lẽ chính mình sẽ thông qua một loại nào đó kỳ ngộ gặp phải nàng tiếp đó một chút xíu hiểu nàng hơn nữa một chút thích nàng cái này mẹ nó đều chỗ nào cùng chỗ nào a à? Tần trạch bất đắc dĩ lắc đầu hướng gia người cầu viện không có kết quả những ngày tiếp theo không cần nói cũng biết chỉ cần ngu yên không có chuyện gì sẽ đi vòng cầu tử cho đăng tại này ăn mày tần trạch tiễn đưa ấm áp tiếp đó ngày thứ hai tần trạch liền lên đầu đề thực chú y tên ăn mày cùng thần bí mỹ nữ đang lui tới không thể tưởng tượng nổi ăn mày thần bí bạn gái lại là vạn tinh tập đoàn tổng giám đốc theo thả ra tin tức càng ngày càng kinh bạo lại thêm ngu yên tài lực duy trì dưới tần trạch sự tình ở lâu hóc sức đệ nhất không dưới một tuần lễ ròng rã một tuần lễ tần trạch không thể muốn tới một phân tiền hôm nay Ngô Yên lái xe tới, vừa xuống xe đã nhìn thấy Tần Trạch chật vật chạy trốn bóng lưng. Ngô Yên cũng không gấp, phát một đầu tin nhắn đi qua. Chạy ở phía trước Tần Trạch nghe được tin nhắn nhắc nhở âm, quay người lại liếc mắt nhìn không động thân hình Ngô Yên, hắn biết chắc là Ngô Yên phát tin nhắn. Chạy ra thật xa, Tần Trạch mặt đen lên mở điện thoại di động lên, lại chạy, chúng ta liền cục cảnh sát gặp. Tần Trạch biết Ngô Yên là chỉ cái gì, trong điện thoại di động của nàng một mực có lưu ghi chép chuyển tiền, thứ này cho cảnh sát xem xét nói cái gì đều giảng giải không rõ ràng. Thở dài một hơi, tần trạch lại gạt trở về. Ngu yên nhìn xem đã biến mất tần trạch bóng lưng xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của mình, khóe miệng không tự chủ câu lên tà mị mỉm cười, nàng rất hưởng thụ loại này đem mình nam nhân một mực nắm giữ ở trong tay cảm giác. Tần trạch đâm đầu đi tới, một đường hùng hùng hổ hổ nói, ngu yên, đều thời gian dài như vậy, ngươi làm sao lại không rõ đâu. Chúng ta đã không thể nào, ngươi có thể hay không đừng cả ngày lộng ta. Buông tha ta được chứ. Ăn cơm đi sao, Ngu yên nhàn nhạt nở nụ cười. Ăn. Tần trạch nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, hết khả năng biểu hiện ra chán ghét ngu yên dáng vẻ. Ngươi bây giờ còn có tiền ăn cơm không? Ngu yên cười nói. Ta nói ta ăn đó chính là ăn, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Tần trạch tức giận nói. Không chịu thua kém là tần trạch bụng, liền tại đây mấu chốt, tần trạch bụng, lộc cộc lộc cộc vang dội. Lên xe. Ngu yên nhàn nhạt nói. Nói đi, ngu yên quay người đi. Tần trạch không muốn đi, cân nhắc đến trong tay ngu yên có thóp của hắn, vẫn là đi theo. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng cũng không tệ ăn trực lý do, mấy ngày nay giày vò xuống chính xác không có tiền ăn cơm đi, lúc này đói bụng rất nhiều. Ngu yên rất ít lái xe, một mặt là thân phận nguyên nhân, đến người tầng thứ này ngu yên bình thường là không lái xe, nhật trình rất căng, nàng hết khả năng tiết kiệm thời gian, lợi dụng lái xe thời gian có thể xem văn kiện các loại đồ vật, một mặt khác là ngu yên cá nhân nguyên nhân, thân hình của nàng quá tốt rồi, mỗi lần nịp dây nịp an toàn đều rất lúng túng, Đi ngang qua ngực dây an toàn có thể đem nàng bộ ngực hình dáng phát họa đi ra đối mặt tần trạch ngu yên không có gì có thế che che lấp lấp trên người mình cái nào chỗ hắn chưa thấy qua huống chi nàng cũng có thể làm được tình cảnh cho tần trạch bỏ thuốc giống như là loại này cảnh tượng hương diễm cho hắn nhìn cũng liền nhìn không có gì có thể ngượng ngùng ngược lại là tần trạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn đeo lên dây an toàn ngu yên mặt đen lại thích không ngu yên nói rất hào phóng tần trạch thấy thế nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bị nàng đựng, đáng giận. Tần Trạch hận không thể tắt mình một bạc tai, con mắt này làm sao lại không có ý chí tiến thủ như vậy, cần phải nhìn một chút, nhìn một chút đến cùng chỗ nào thoải mái a? À? Làm sao lại hèn như vậy đâu? Chương 30, bị bức về công ty. Đoạn đường này, Tần Trạch một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Ngu Yên lái xe, biết mắt nhìn Tần Trạch khẩn trương bộ dáng, trêu đến nàng một hồi vui vẻ. Ngu Yên lòng ham chiếm hữu 10 phần mãnh liệt, cái này cũng tính cách nàng cay độc là cùng một nhịp thở, nàng yêu thích nam nhân, nàng chính là muốn loại kia hắn nhìn thấy chính mình liền không thể tự kềm chế hiệu quả, vì thế nàng không từ thủ đoạn. Cổ không chua sao? Ngu yên nhàn nhạt nói. Tần trạch nghe tiếng, khóe miệng liếc ra không vui âm thanh. Hắn rất chán ghét loại cảm giác này, chán ghét loại này ngu yên có thể xem thấu hắn hết thảy cảm giác, giống như là con dung trong bụng, khó chịu chết. Bên này phong cảnh hảo. Tần trạch âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì bên này phong cảnh tốt hơn sao? Ngu yên cười nói. a, à, tần trạch cười lạnh ngươi không cách nào đối mặt cái gì sao? Ngu yên khiêu khích cười nói. Ta mẹ nó có gì có thể không thể đối mặt? Tần trạch thở hổn hển nói. Ta cũng không nói cái gì, ý của ta là, ngươi có thể quay đầu nhìn bên này. Ngu yên nói. Ta không muốn xem ngươi. Tần trạch tức giận nói. Nhân loại tầm mắt bình thường là 124 độ, khi tập trung lực chú ý ước là một năm, nếu như ngươi không muốn xem ta, không cần phải nhìn ta, không phải sao? Ngu yên ung dung nói. Tần trạch không nói vẫn là nói, ngu yên đôi lông mày nhíu lại, vẫn là nói ngươi căn bản là không có cách không nhìn ta. Đánh rắm. Tần trạch quát lên. Tần trạch bỗng nhiên quay đầu mặt hướng ngu yên. Ta có cái gì không thể đối mặt. Tần trạch nói. Ngu yên cũng là hỏng, liếc mắt nhìn đường phía trước, nhìn thấy một chỗ giảm tốc mang, nàng chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại đạp một chút chân ga. Xe chạy qua giảm tốc mang, trong xe xảy ra kịch liệt rung rung. Chợt tới chấn động, ngu yên thân thể cũng theo đó chấn động, gợi cảm thân thể mềm mại đi theo nhộn nhạo. Đoàn lập tức. Tần trạch không có cảm giác phải xem một mắt, con mắt trừng cái căng tròn, tim cũng đi theo nhộn nhạo. Đoàn lập tức. Ngu yên đỡ ngực, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, dịu dàng nói, có chút đau. Tần trạch nhìn xem ngu yên diễn trò bộ dáng, tức giận khóe miệng giật giật, nếu như không phải là bởi vì ngu yên câu kia có chút đau, tần trạch thật đúng là không biết đạo ngu yên là cố ý, nhưng cũng chính vì ngu yên câu nói này, tần trạch mới hiểu được ngu yên là có ý định mà làm, nàng cũng liệu định chính mình ánh mắt sẽ bị hấp dẫn tới. Mời ngươi tự trọng. Tần trạch âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Ngu yên cười nói, thật khó cho tình, bị thấy được đâu. Tần trạch nhíu mày, trong lòng không nói ra được không được tự nhiên. Sắc mặt ngươi thật là tệ. Ngu yên không đếm xỉa tới nói. Không đợi tần trạch nói chuyện, ngu yên còn nói, mặt đường này không giống như là sân bay, có chút sóc nảy rất bình thường, xem ra ngươi thật giống như ứng đối không được nhô lên lộ diện đâu một số thời khắc không thể không thừa nhận ngu yên nói chuyện tiêu chuẩn cao minh trong miệng ý vị thâm trường sân bay cùng nhô lên lộ diện để cho người ta nghe nghĩ khác nhanh nhẹn tại sao là nhô lên mà không phải gập ghềnh đây đúng là còn chờ tinh tế suy nghĩ tần trạch hai mắt nhíu lại hắn phát giác được ngu yên đang trêu cợt nàng dừng xe ta xuống xe tần trạch âm thanh lạnh lùng nói ngươi chỉ là đói bụng mà thôi ngu yên cười nói ta muốn xuống xe tần trạch quát lên tốt không đùa ngươi Ngu Yên thu hồi nụ cười, lạnh như băng nói, một hồi liền đến. Tần Trạch lạnh trên một tiếng, xem như bảo vệ mặt mũi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng trong ánh mắt lại không đầu đường mỹ cảnh, trong đầu tràn đầy cũng là vừa mới Ngu Yên thân thể mềm mại nhộn nhạo tình hình. Hèn hạ nữ nhân. Khách sạn. Trong phòng chung. Ngu Yên mua một bàn đồ ăn. Ăn cơm đi. Ngu Yên kẹp một miếng thịt để vào tầng trạch trong chén. Tầng trạch liếc mắt nhìn một cái bàn này phong phú đồ ăn ngươi đến cùng lại muốn làm cái gì? Tần trạch không có động đũa. Thịt ăn, ta cho ngươi biết. Ngu yên ôm nhu nói. Tần trạch cầm đũa lên, kẹp lên thịt, ném vào trong miệng. Nói. Tần trạch nói. Ngươi nhiều thời gian không có về công ty đi làm. Ngu yên cười nói. Tần trạch còn tại lập lại thịt, không đợi nuốt xuống bụng, nghe xong ngu yên lời này, lập tức phát giác được không thích hợp. Ta từ chức. Tần trạch thận trọng nhai lấy thịt, hắn phát giác được khí tức nguy hiểm ta không có đồng ý. Ngu Yên nói. Tần Trạch cười lạnh, dựa theo lao động hợp đồng pháp thứ 37 đầu, người lao động sớm 30 ngày lấy văn bản hình thức thông tri dùng người đơn vị, có thể giải trừ lao động hợp đồng. Người lao động đang thử dùng bên trong sớm 3 ngày thông tri dùng người đơn vị, có thể giải trừ lao động hợp đồng. Nói xong, Tần Trạch bỗng nhiên ý thức được cái gì? Ngu Yên không nói, khóe môi nhếch lên nụ cười ý vị thâm trường. Tần Trạch nhìn xem Ngu Yên khóe miệng nụ cười, thầm nghĩ, nguy rồi, chuyện xấu. Hiểu rồi. Ngu Yên cười nói. Tần Trạch sắc mặt đen xuống dưới. Hắn khinh thường, bởi vì Ngu Yên chợt xuất hiện, Tần Trạch rối tung lên, đưa ra bên trên thư từ chức trực tiếp đi. Dựa theo thủ tục pháp luật tới nói, hắn cần chờ đến lãnh đạo từ chức phê chuẩn, hoặc tiếp tục tại công ty dừng lại một tháng mới có thể đi. Nhưng bây giờ, chính mình đi trước thời hạn, chuyện này có chút khó mà nói. Ngươi không có quyền lợi không phê cho phép ta từ chức. Tần Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Ta không nói không để ngươi từ chức. Ngu Yên cười nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tần trạch việc tới càng cảm giác sự tình không tốt lắm. Bỏ bê công việc một ngày chụp 400. Ngu yên nói. Tần trạch cúi đầu, một bên tính toán một bên lẩm bẩm, bỏ bê công việc một ngày chụp 400, 10 ngày 4 ngàn, một tháng chính là một vạn 2 nghìn. Tính tới ở đây, tần trạch vỗ bàn một cái đứng lên. Đi cái rắm A. Tần trạch chửi ầm lên, lão tử một tháng mới kiếm lời một vạn khối tiền, kết quả là lão tử không kiếm tiền cũng coi như, còn mẹ nó thiếu công ty 2 ngàn khối tiền.